Kính chào quý vị. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn quý vị lập báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Quý vị thực hiện trên phần mềm như sau. Quý vị vào phân hệ tổng hợp. Chọn tab lập báo cáo tài chính. Tại đây, phần mềm cho phép quý vị lập báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính. Quý vị nhấn thêm và chọn báo cáo tương ứng. Ví dụ tôi chọn lập báo cáo tài chính. Trên màn hình tham số báo cáo, quý vị chọn kỳ báo cáo muốn lập là quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hay năm. Ví dụ tôi chọn quý 1, năm 2015. Khi lập báo cáo tài chính, thì ngoài bảng cân đối tài khoản, phần mềm cho phép quý vị chọn có lập phụ lục kê khai kèm theo như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phương pháp trực tiếp hay không. Quý vị thích chọn các phụ lục muốn lập. Sau đó nhấn đồng ý. Phần mềm sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn, bảng cân đối kế toán hay báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nếu khi thêm mới báo cáo, quý vị không chọn phụ lục kèm theo bảng cân đối kế toán hay chọn thiếu, giờ quý vị muốn lập bổ sung thêm phụ lục thì quý vị nhấn nút thêm phụ lục. Tích chọn phụ lục cần lập kèm. Nhấn đồng ý. Trường hợp quý vị muốn xóa một phụ lục nào đó đang lập kèm, quý vị nhấn xóa phụ lục. Thực hiện kiểm tra lại dữ liệu, nếu số liệu chính xác thì quý vị nhấn cất. Quý vị lưu ý, phần mềm đã ngầm định, thiết lập sẵn công thức để lấy lên các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và báo cáo thuyết minh tài chính. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn chỉnh sửa công thức các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, thì quý vị nhấn sửa. Sau đó nhấn chọn thiết lập công thức để chỉnh sửa. Quý vị có thể chỉnh sửa các công thức cho bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp hay thuyết minh báo cáo tài chính. Tại đây, quý vị có thể thiết lập việc hiển thị, không in, in đậm hay in nghiêng của từng chỉ tiêu trên báo cáo. Trường hợp muốn sửa đổi công thức cho chỉ tiêu, quý vị thực hiện như sau. Chọn chỉ tiêu cần sửa đổi. Nhấn vào biểu tượng chiếc bút tại cột công thức. Quý vị có thể xóa từng dòng công thức bằng cách chọn dòng muốn xóa. Sau đó nhấn chọn xóa dòng. Bổ sung thêm dòng công thức bằng việc nhấn chọn thêm dòng. Chọn phép tính cộng hay trừ. Chọn ký hiệu. Chọn tài khoản. Hoặc xóa tất cả công thức mà phần mềm đã thiết lập sẵn cho chỉ tiêu bằng cách nhấn chọn xóa công thức. Sau khi sửa đổi công thức xong, quý vị nhấn đồng ý. Sau đó nhấn cất. Ngoài ra, để thêm mới một chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, quý vị nhấn chọn thêm dòng chi tiết. Sau đó khai báo mã chỉ tiêu, tên chỉ tiêu, tên tiếng Anh, loại chỉ tiêu, thiết lập công thức, thiết lập không in, in đậm hay in nghiêng. Sắp xếp thứ tự hiển thị của chỉ tiêu. Hoặc xóa chỉ tiêu trên báo cáo tài chính bằng cách chọn dòng muốn xóa. Nhấn xóa dòng chi tiết. Sau khi thiết lập xong, quý vị nhấn cất. Quý vị thực hiện thiết lập công thức tương tự đối với các báo cáo tài chính khác. Như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và thuyết minh báo cáo tài chính. Quý vị lưu ý, khi lập báo cáo tài chính, với dữ liệu liên năm, phần mềm sẽ tự động lấy lên số liệu tại cột quý trước, năm trước. Đối với dữ liệu không phải liên năm,
thì quý vị cần phải nhập tay số liệu vào cột quý trước, năm trước. Đối với công ty đa chi nhánh, nếu lập báo cáo tài chính ở tổng công ty, thì phần mềm sẽ tổng hợp số liệu của tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Nhấn kết thúc để hoàn thành việc thiết lập công thức. Trên đây, tôi đã hướng dẫn quý vị lập báo cáo tài chính trên visafme.net 2015. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và chúc quý vị thực hiện thành công.